Xét thầy, xa lạnh thầy, âu lo này vô ích đấy tai hại. Lẽ nào ra xét ngoài kia lại làm ta trốn chạy? Biết đâu là chính ta đây. Chỉ đẹp quá sợ hãi. Chính xác, hãy hiểu rằng não của ta có cái giống như hành nhân kinh hoạt, nhiều sinh ra thói quen tiêu cực mà thôi không sao, bởi vì trời sinh giống nhau. Được rồi, vậy thì chúng tôi phải làm tôi sao? Tôi rất vui vì cậu đã hỏi. Nào các bạn, hãy nhìn xuống ghế mình đi. Ghê chứ, nhìn kìa. Đội gì nói gì không hiểu. Hãy thử thơ vào trong tôi. Thơ vào trong tôi. Hãy thử đi xem nào. Thơ vào trong tôi. Làm theo tôi nói, nếu không đúng không tuyệt lên đâu. Hãy thử đi xem nào. Mặt cho bao điều hoa tháo này, mặt cả đều làm dòng đời ta đang xoay, mà luôn xem ai đang bên cạnh ta giấu. Nhưng đang cay muôn trồn, lấy tôi ra mà rồi. Cái này có trà nha, nhưng mà tôi vẫn sẽ đầu quân cho vị vua vô định. Vị vua vô định muôn năm. Thật sự lắm lúc sẽ trốn đi vì quá lo sợ, nên tập và dần quen hàng tá lo sợ. Mà như đây mang tên vua cũng coi vô định, niềm tin quá sai là thế. Đầu tiên ta luôn luôn trong cái đây, mà rồi tin tôi đi chứ có vậy. Trường hợp đây có tên là hành vi phụ thuộc không lành mạnh. Thơ nghe đi nào, nào thơ vào trong tôi. Thơ vào trong tôi. Thơ nghe đi nào, thơ vào trong tôi. Dù là sợ sẽ thấy gian sẽ đắc con lên nào đời tôi giải thoát tâm tư người. Mai đây khi lo âu xâm chiếm lấy mình, thì mọi người vẫn phải tin ta chẳng vô ích. Hãy luôn đứng bên tôi, ta phát cờ lên trông lại. Ta không cần ngại vũ kia làm gì, mà ta hãy tin vào chính ta và chính tôi đi luôn bên ta.